Và hôm nay, theo đúng như một yêu cầu của một bạn học viên, là bạn đang có một cái mong muốn là được nghe thêm, nghe kỹ hơn về cái quá trình mà mình cần phải lưu ý nếu mà mình có những cái khách hàng đang muốn điều chỉnh trọng lượng mà là cái nhóm trẻ em. Thế thì đối với trẻ em á, thì chúng ta sẽ quản lý trọng lượng cho các con như thế nào và chúng ta sẽ cần phải lưu ý cái gì? Bởi vì cái việc mà giảm mỡ rồi giảm cân ở trẻ con là một việc quá là nhạy cảm. Và nếu chúng ta không có một cái sự chuẩn bị trước và cũng không có biết những cái một số những thông tin quan trọng, có thể vô tình chúng ta đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Mà bạn biết rằng là cái chế độ ăn của trẻ con á, ở trong những cái năm mà đầu đời nó cực kỳ quan trọng. Nó sẽ có một cái mối liên quan rất là mật thiết và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái quá trình phát triển sau này của trẻ. À, thậm chí nó ảnh hưởng đến cả khả năng làm việc của trẻ, ảnh hưởng đến cả khả năng sinh nở của trẻ và ảnh hưởng đến gần như tất cả những cái mức độ phát triển tối ưu về thể chất, về chiều cao, về cả kể cả những cái chức năng thuộc về trí não của trẻ, nó đều có ảnh hưởng. Và rất nhiều người nghĩ rằng là chỉ cần quan tâm khi mà con 1.000 ngày đầu đời thôi, còn sau 1.000 ngày đầu đời rồi, nghĩa là khoảng ngoài 3 tuổi rồi thì thôi, thì nó ăn cái gì thì ăn. Đây cũng là một trong những cái quan điểm rất là sai lầm. Tôi cũng đã được tiếp xúc với rất nhiều các cái chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về nghiên cứu về dinh dưỡng chuyên sâu. Rất nhiều thầy cô họ đều có một cái trăn trở là độ tuổi mà dưới 1.000 ngày ấy, độ tuổi đấy có rất là nhiều các cái video, có nhiều bài viết, có nhiều thông tin, có nhiều sách nói về chế độ ăn này. Nhưng mà cái chế độ ăn của cái đội mà nó lớn hơn một tí, nó có thể gọi là độ tuổi kid, rồi độ tuổi teen, thì chế độ này đang là một trong những cái mà chúng ta chưa hẳn là có cái sự quan tâm đúng mực. Thế thì trong những cái chuỗi livestream này thì tôi rất là mong là chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đề cập được đến tất cả những khía cạnh này để giúp cho tất cả các anh chị em nắm được một cái chế độ dinh dưỡng nó phù hợp và giúp cho tất cả thế hệ, các thế hệ tương lai của chúng ta là sẽ hạn chế được các nguy cơ bệnh tật. Giống như có một lần mà tôi có chia sẻ về loãng xương chẳng hạn, thì các bạn còn nhớ là tôi có nói rằng nếu giả sử ở trong cái độ tuổi gọi là tạo đỉnh của xương, độ tuổi tạo đỉnh của xương thì cũng có thể du di từ đâu cỡ khoảng 13, 14, 15, 16 tuổi, tùy từng các bé. Nếu mà ở cái độ tuổi mà xương gọi là đỉnh cao ở trong quá trình tạo xương ấy, mà chúng ta bổ sung tăng thêm chỉ cần 10% canxi thôi và một số những cái loại vi khoáng cần thiết cho quá trình tạo xương, thì đến khi chúng ta 40, 50 tuổi chúng ta có thể hạn chế, thậm chí có thể lên đến 40% một số những cái tình trạng loãng xương. Hay cho nên là cái chế độ ăn á, cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta cũng bắt cho trẻ gọi là chỉ vì là quản lý trọng lượng, chỉ vì là muốn trẻ gầy hơn một tí mà mình quên mất là cái chế độ ăn tổng thể của trẻ cần phải đảm bảo tất cả những cái lượng vi chất dinh dưỡng cũng như là cái gọi là cái năng lượng cho sự phát triển của trẻ, thì là nó sẽ rất là nguy hiểm ha. Và trẻ thì cũng chia thành nhiều nhóm. Thì cái câu hỏi mà hôm nay tôi có nhận được ấy là dành cho trẻ học lớp 3. Dành cho trẻ học lớp 3 có nghĩa là trẻ mới có nằm trong độ tuổi là 7, 8, 9, 9 đến 10 tuổi. Tức là chưa bước vào giai đoạn tiền dậy thì. Cỡ khoảng 10, 12 tuổi thì trẻ sẽ bước vào giai đoạn tiền dậy thì. Vậy thì đối với cái giai đoạn trẻ mà đang còn quãng chừng ở trong gọi lưng chừng cỡ khoảng 9 tuổi thế này, thì các bạn phải lưu ý thế này này, là thực ra cơ thể của trẻ thay đổi rất là nhanh. Và toàn bộ cái phần mà mỡ mà đang bị tích ấy, là thực ra là đang để dành đấy ạ. Để dành để chuẩn bị năng lượng cho cái tuổi tiền dậy thì. Cho nên đến một độ tuổi bạn sẽ thấy là nó bắt đầu cao ngồng lên, chứ nó không có còn tròn tròn trịa như là hồi bé nữa. Thì đây là một cái giai đoạn rất là giao thoa. Cho nên khi mà chúng ta mà có điều chỉnh chế độ ăn cho trẻ mà lớp 2, lớp 3 thì nó sẽ là một trong những cái lợi thế. Bởi vì là trẻ chuẩn bị bước vào giai đoạn tiền dậy thì. Và nếu như mà chúng ta có thể có được những cái chế độ dinh dưỡng hợp lý thì sau này toàn bộ những cái gọi là những cái trọng lượng đang ở dạng mỡ đấy nó sẽ được chuyển thành năng lượng cho trẻ cần thiết khi mà sử dụng, khi mà trẻ ở trong độ tuổi tiền dậy thì nha các bạn. Rồi, vậy thì đối với trẻ giai đoạn này thì các bạn vẫn phải để ý cái vẫn là tổng số năng lượng. Mình phải biết là cái cân nặng tiêu chuẩn của một trẻ ở độ tuổi đấy là như thế nào. Và mình sẽ cho con ăn theo đúng năng lượng ở cái cân nặng tiêu chuẩn, chứ không phải mình cho con ăn cái năng lượng ở cái cân nặng hiện tại. Tại vì đặt ra một bài toán là trẻ nó đang bị tròn rồi đúng không ạ? Trẻ nói chung trẻ đang bị dư cân. Thế thì đối với những cái trẻ mà có từng độ tuổi thì người ta cũng sẽ phải để ý đến chiều cao. Ví dụ như là bạn phải để ý đến một số chỉ số như là chiều cao theo cân nặng, chiều cao theo tuổi.
của cả bé trai, của cả bé gái là nó khác nhau, chứ nó không có giống nhau hoàn toàn. Và khi mà mình nắm được cái con số đó, mình nắm được thông tin đó, mình sẽ biết là thứ nhất con mình cân nặng khoảng bao nhiêu, chiều cao khoảng bao nhiêu. Ví dụ nó cao hơn hẳn, nó học lớp 3 nhưng mà chiều cao của nó bằng với một bạn học lớp 6 thì đương nhiên cân nặng của con sẽ khác. Tức là mình phải để ý cả mối liên quan là chiều cao theo tuổi này, cân nặng theo tuổi này và cân nặng theo chiều cao. Để từ đó chúng ta mới biết cách để chúng ta tính toán ra một cái con số năng lượng cho con ăn mà hiệu quả nhất. Và nó không chỉ ở phần năng lượng mà nó còn ở cái phần gọi là vi chất nữa ha, ở phần vi chất. Nhưng mà trước tiên là năng lượng, tại vì có thừa cân hay không, có bị tròn hay không, nó đến ở cái yếu tố năng lượng này ha. Đó. Thì chúng ta phải hết sức để ý nha. Rồi anh chị em chờ tôi một chút. Rồi chúng ta quay trở lại. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu xem là việc vậy nếu mà con của mình ở trong độ tuổi mà cỡ khoảng 7 đến 9 tuổi đấy thì có cái đặc điểm gì về mặt chất dinh dưỡng mà chúng ta cần phải quan tâm. Đấy, thế thì đầu tiên á, là chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái tổng số đấy thì ở đây tôi chỉ có thể nói được một cái mức độ kiến nghị chung thôi. Còn nếu mà bảo là đúng cho từng trẻ, bởi vì có trẻ phát triển chậm hơn xíu, có trẻ phát triển nhanh hơn xíu, thì tất cả những cái điều đó là phải có tính cá nhân hóa. Tính cá nhân hóa nghĩa là các bạn đành phải học chuyên sâu, hoặc các bạn sử dụng cái chế độ, xin lỗi, sử dụng cái dịch vụ tư vấn về dinh dưỡng của các huấn luyện viên dinh dưỡng thì chúng ta mới có thể ra được cho đúng con của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên á, tôi sẽ liệt kê một số những cái khuyến nghị ở trong cái độ tuổi là độ tuổi 7 đến 9 tuổi nha. Là trước độ tuổi tiền dậy thì, anh chị em hình dung không ạ? Khoảng cỡ 10 tuổi là trẻ sẽ bước vào độ tuổi tiền dậy thì. Nên gọi là trẻ tiền vị thành niên, được chưa? Cỡ có đâu ấy khoảng cỡ từ 5 đến 9, có trẻ đến 10 tuổi thì vẫn gọi là giai đoạn trẻ thơ, được không ạ? Thì bây giờ con đang ở trong một cái giai đoạn hết sức bản lề, chuyển từ trẻ thơ lên lên trẻ tiền dậy thì, tiền của vị thành niên. Rồi, vậy thì trước tiên mình sẽ xem là cái cân nặng. Cân nặng thì trẻ hoạt động thể lực nhẹ, vừa và nặng. Thì thực ra trẻ của chúng ta thì đa phần là hoạt động thể lực nhẹ thôi. Thế có làm gì đâu, có phải đi làm việc rồi có phải đi làm đồng áng đâu, đúng không nào? Còn nếu mà đi làm đồng á, nếu mà có những cái lúc mà cái mùa gặt này kia đó thì lúc đó là sẽ là tính là lao động nặng nhá. Còn nếu như mà chỉ ở trong nhà thôi, học hành rồi chơi là chính ấy, thì sẽ là lao động nhẹ. Thế thì nếu mà trẻ mà 8 đến 9 tuổi là cái độ tuổi mà lớp 3 đó là trẻ nam sẽ cần khoảng 1.600 kcal, còn trẻ nữ sẽ cần 1.510 kcal, coi như là trẻ nữ ít hơn kẻ trẻ nam khoảng 100 kcal. Vậy bạn thấy là nó cũng đâu có chênh nhiều so với của người lớn, đúng không nào? Bởi vì đối với trẻ con đó là cái tốc độ chuyển hóa rất là mạnh, tốc độ xây dựng những cái thành phần quan trọng của cơ thể rất là cao. Vì thế cho nên là trẻ cần một cái năng lượng trên cân nặng là cao hơn với người lớn. Ví dụ như là tôi đây này, tôi cao 1m65 thì cái mức năng lượng tiêu chuẩn của tôi ở nữ, ở độ tuổi của tôi chỉ có 1.700 kcal. Nhiều khi chúng ta không có để ý ấy, nghe chúng ta cũng đã làm cho trẻ gọi là cho bắt trẻ kiêng kem nhiều quá. Mà trẻ con á, nó rất là bản năng, nghĩa là khi bạn bạn bắt nó kiêng nhiều quá, hay nó đói nó sẽ ăn lại, và ăn lại thì tất nhiên là nó sẽ mập, đúng không các bạn? Nó là một trong những cái vòng mà chúng ta hiểu rõ, chúng ta mới có thể bẻ được những cái gọi là những cái thách thức khó khăn đó, để giúp cho các bạn có được một cái chế độ phù hợp cho trẻ. Vậy các bạn, cái đầu tiên các bạn phải xác định luôn luôn là bạn xác định cái lượng calo. Nhiều người á thì gọi là cũng hay hỏi tôi là bây giờ đối với trẻ như vậy thì có uống được sản phẩm này không, có uống được sản phẩm kia không. Các bạn phải hiểu đối với trẻ mình nên ưu tiên đầu tiên là chế độ ăn, cái hai mới là cái sản phẩm, có nghĩa là những thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đấy. Tại vì cái nhu cầu của trẻ nó rất là khác, và tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn một chút tại sao cái vai trò của bữa ăn nó quan trọng. Tôi lấy ví dụ nhá, là giả sử như là bây giờ cơ thể của trẻ toàn bộ đều đang làm quen, nó đều đang trong quá trình phát triển. Một miếng thức ăn bạn ăn vào, kích cỡ của miếng thức ăn đó, chủng loại chất dinh dưỡng trong miếng thức ăn đó bao nhiêu, cơ thể của trẻ sẽ bắt đầu làm quen và sẽ bắt đầu tiết ra cái lượng enzyme phù hợp để tiêu hóa đúng cái phần đó.
Nếu trẻ nhai quá nhanh, cơ thể của trẻ cũng không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Nếu trẻ uống quá nhiều những bữa ăn thay thế, cơ thể của trẻ cũng chưa kịp định hình là điều gì đang xảy ra. Và nếu như chúng ta cứ tiếp tục ngày này qua tháng kia, khi mà cơ thể của trẻ chưa ổn định, nó có thể sẽ không còn quen thuộc được với chế độ ăn thông thường nữa. Một ngày đẹp trời nếu như mà trẻ có bị thay đổi sang một chế độ ăn mà toàn là thực phẩm thì sao? Thì lúc đấy nó cũng đã là một trong những yếu tố gọi là khó khăn cho con trong cái việc thích nghi. Cái thứ hai nữa là gì? Những cái món ăn mà cần cái độ nhai nhiều với các bạn thì nó sẽ giúp cho hàm của con phát triển, răng của con chắc khỏe hơn, cơ của con phát triển hơn. Và nó thậm chí là cái động tác nhai đấy nó có ảnh hưởng đến cả giọng nói nữa mà các bạn. Nó ảnh hưởng đến cả cái cách con sử dụng ngôn ngữ và cái khả năng linh hoạt của con khi con sử dụng ngôn ngữ mà. Nó có quá nhiều yếu tố, tôi chỉ đề cập khoảng 2 yếu tố gọi là nhẹ nhàng như vậy thôi ha. Chứ còn nó có rất nhiều yếu tố khác nha. Đó, thôi bây giờ chúng ta sẽ biết được là cái năng lượng rồi. Đó, thì cái độ tuổi khác sẽ cần năng lượng khác, và hôm nay tôi sẽ nói về độ tuổi này ha. Rồi, vậy cái tiếp theo là mình phải biết đến tỷ lệ. Tỷ lệ bình thường tôi vẫn hay nói là cho dù chúng ta làm gì chúng ta cũng phải đảm bảo đúng cái tỷ lệ mà các cơ quan y tế họ yêu cầu, họ quy định. Đây là quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Thế thì trẻ con á, là có cái tỷ lệ khác với người trưởng thành. Người trưởng thành của chúng ta nếu chúng ta không có bị bệnh gì hết, chúng ta sẽ theo cái tỷ lệ mà tôi vẫn thường nói là tinh bột là chiếm khoảng cỡ 55-65%, chất béo là 20-25%, rồi chất đạm là 13-20%, thông thường chất đạm chỉ cỡ khoảng 15%, đúng không ạ? Thế đối với trẻ con thì sao? Đối với trẻ con thì nó hơi khác một chút nha. Đầu tiên ấy là người trưởng thành chúng ta 1 kg trọng lượng cơ thể thì chúng ta sẽ cần cỡ khoảng 0,8 đến 1,1 gram protein trên 1 kg. Nhưng mà tụi trẻ nó sẽ cần, cả nam cả nữ nó sẽ cần khoảng 1,43, hay các bạn có thể coi như là từ 1,4 đến cỡ khoảng 1,5 gram trên 1 kg. Nghĩa là nếu mà tính trên 1 kg trọng lượng cơ thể thì lượng đạm tụi nó cần là gấp rưỡi mình, được chưa ạ? Tức là con mình, kể cả con mình đang ở trong độ tuổi đấy, bạn không thể nào cho con ăn một chế độ ăn đi chăng bạn được. Và tôi cũng đã từng thấy nhiều học viên mà không phải học ở chỗ tôi, nghĩa là họ xây dựng thực đơn và tôi nhìn thấy cái khẩu phần ấy là chỉ khác nhau về mặt năng lượng thôi, chứ còn về thành phần các chất của từng độ tuổi khác nhau theo cả chu kỳ vòng đời là tôi cũng thấy họ làm được đúng như thế. Thì khi mà như vậy thì nó sẽ vẫn còn hạn chế và không phát huy được tối đa cái tiềm năng của trẻ ha. Đó, và tiềm năng của trẻ không phát huy được có nghĩa là trong tương lai nó cũng có, chắc chắn là nó cũng sẽ không thể nào mà phát huy được tối đa. Mặc dù chúng ta cũng đã bỏ những cái chi phí ra chúng ta đi học cái việc xây dựng thực đơn, nhưng nếu chúng ta không hiểu về đặc điểm dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn khác nhau trong vòng đời của trẻ, chúng ta chỉ ngồi chúng ta tính calo thôi thì cũng không ổn. Calo nó chỉ là cái bước đầu tiên thôi các bạn. À, và bảo là trẻ mà gọi là cho ăn lượng đạm ít thôi thì nó đâu có đúng. Rồi chủng loại đạm nữa, đạm của trẻ là nó sẽ phải có cái tỷ lệ đạm động vật phải cao hơn là người trưởng thành của mình. Đấy, ví dụ như anh 40 tuổi rồi thì anh phải khác với một bé bé mà 8-9 tuổi ha. Nên thực sự ạ, khi mà các bạn hỏi tôi một câu hỏi á, tôi không biết ghi âm thế nào luôn á. Tôi đành phải thông qua một số những phiên livestream để tôi trả lời. Tại vì có một số bạn vẫn chưa có vẫn chưa cảm thấy là cần thiết để đầu tư một khóa dinh dưỡng chuyên sâu. Chúng ta vẫn cảm thấy là chúng ta đầu tư vào những thứ khác thì nó hiệu quả hơn. Nên là cái này nó cũng là quan điểm riêng của mỗi người. Thì tôi đành có cái cách riêng để giúp các bạn. Thế và nếu mà bảo là có thời gian đủ, một thời gian đủ dài để mà ngồi để có thể trao đổi với nhau ấy, thì chắc chắn là vài buổi nó không thể đủ được rồi. Nó cần phải có cái tính hệ thống hóa. Tại vì các bạn học về dinh dưỡng, để có năng lực lõi về dinh dưỡng thì các bạn phải biết rằng là nó có cái tính chất khoa học. Mà khoa học lại còn phải dễ hấp thu, dễ tiếp thu, rồi lại phải ứng dụng được trong công việc kinh doanh như thế nào. Thì cái đấy là nó là một cái khá là giao thoa và nó ở giữa. Chúng ta cũng đâu học dinh dưỡng xong để vào bệnh viện làm đâu, đúng không các bạn? Chúng ta học dinh dưỡng xong để làm trong cộng đồng, để chăm sóc sức khỏe cho gia đình, để chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Cho nên là tôi nghĩ là các bạn nên có những cái cân đối đầu tư cả thời gian và nguồn lực cho nó hợp lý. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi tiếp nhé, để cho các bạn hiểu hơn một chút ha. Tại sao tôi lại nói là nó phức tạp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến là sau khi mà mình đến cái phần năng lượng đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải đến cái phần protein rồi. Thế xong cái phần protein rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phải đến một cái gọi là tỷ lệ cái loại đạm. Loại đạm thì lúc này nó sẽ ra là đạm thực vật, đạm động vật, bởi vì mỗi một bạn mà thường học trò của tôi hay kinh doanh thì sẽ hay hỏi là cô ơi cái này uống được không, kia uống được không, nào mà chả uống được. Nhưng mà mỗi một độ tuổi thì sẽ cần có cái lượng uống của loại này hay loại kia nó khác nhau.
nó không thể nào mà giống nhau được. Còn lại thực phẩm cái nào chả ăn được, làm gì có món nào người lớn ăn được, trẻ con không ăn được. Chỉ có đúng cái bọn nhũ nhi dưới 1 tuổi ấy, đội đấy thì nó sẽ hơi đặc thù một xíu. Ví dụ như cái món nào giàu chất xơ quá, nó tiêu hóa hơi khó, chỉ vậy thôi. Nên bây giờ chúng ta cũng phải biết để mà chúng ta có cái sự cân đối chứ. Tầm này rồi mà chúng ta vẫn đang còn là tư vấn mọi đối tượng như nhau ấy, thì ít nữa khi mà những cái dịch vụ khám về dinh dưỡng ở các bệnh viện họ triển khai đồng loạt á, tôi nghĩ chắc chỉ 2-3 năm nữa chứ mấy. Bây giờ các bệnh viện đang chuẩn bị nguồn lực rồi, nguồn nhân lực rồi, đã bắt đầu có những quy định về khám dinh dưỡng rồi các bạn. Thế lúc đấy mà các bạn vẫn còn tiếp tục gọi là tư vấn mà nó không đúng theo cái từng cái giai đoạn của chu kỳ vòng đời ấy, thì cái đó rất là khó. Rất là khó để các bạn có thể giữ được khách hàng, có khách hàng và phục vụ giúp khách hàng có hiệu quả. Thậm chí còn bị xung đột với những gì mà các bác sĩ có chứng chỉ khám dinh dưỡng hoặc là các cử nhân dinh dưỡng có chứng chỉ khám dinh dưỡng họ chỉ định. Thế cho nên là chúng ta phải hiểu là quốc gia phát triển ở những giai đoạn khác nhau, mức độ tình hình kinh tế xã hội khác nhau, người ta sẽ bắt đầu quan tâm đến những cái khía cạnh khác nhau. Thời điểm này thì đất nước của chúng ta, chính phủ đã có cái định hướng để ra một cái tầm nhìn về dinh dưỡng từ năm 2020 đến năm 2030 và kéo dài năm 2045, đủ để một thế hệ phát triển đấy các bạn. Các bạn phải nhìn ra được, các bạn làm nghề các bạn phải nhìn ra được đằng sau cái đấy là gì. Và chúng ta chuẩn bị tốt cho mình về mặt chuyên môn, đừng để có sự xung đột như vậy, nó rất là khó ha. Rồi, đầu tiên á là mình sẽ nói đến cái về mình sẽ nói đến cái chủng loại nhá. Thì cái protein động vật đó các bạn, nó phải chiếm trên 50%. Người trưởng thành của mình là đâu phải chiếm thế đâu đúng không? Nó này phải chiếm trên 50%. Các bạn có cho các con ăn để giảm cân hay để gì đấy, các bạn phải đảm bảo cái năng lượng này. Trẻ con bạn không thể nào mà giảm năng lượng so dưới cái nhu cầu của nó được. Thì bạn sẽ phải biết khảo sát 24 giờ xem là hiện tại con đang ăn cái gì, đúng không? Bạn phải tính ra được cái năng lượng mà con đang ăn thì bạn mới tư vấn được chứ. Giờ bảo là giờ chỉ có sản phẩm thôi thì nó rất là khác, không giống người lớn. Ví dụ như tôi nhá, tôi là bình thường tôi quãng chừng 1.700 kcal, mà do công việc của tôi thật là tôi ngồi đào tạo tư vấn nhiều, cho nên là tôi nghĩ rằng là cái chuyển hóa của tôi nó hơi thấp xíu so với cả bình thường ở độ tuổi và cân nặng đó. Nên hàng ngày tôi chỉ ăn đâu đấy cỡ khoảng 1.500 đến 1.600 kcal thôi. Thế và cái và đến khi mình sang độ tuổi 40 thì cái dị hóa, nghĩa là quá trình phân hủy nó diễn ra mạnh hơn. Đồng hóa là cái quá trình tổng hợp nó diễn ra ít hơn. Còn đối với tụi trẻ con lại ngược lại, quá trình tổng hợp ra các cái tế bào, ra các cái tổ chức để mà tăng về cái kích thước cơ thể. Người trưởng thành này chỉ có giảm kích thước chứ làm gì mà tăng. Tôi không nói dư cân béo phì nhá, tôi đang nói đến tình hình chung nhá. Thế các anh chị em hiểu ý tôi không ạ? Thế thì khi mà mình nắm được cái thông tin đó thì mình bắt đầu hiểu được là đối với trẻ con, khi mà các bạn tư vấn chế độ giảm ký đi chăng nữa, các bạn tuyệt đối không được giảm dưới mức khuyến nghị của các con. Trừ trường hợp con bạn hoặc là khách hàng của bạn là các con là có cái chiều cao cân nặng quá đặc thù, thì lúc này các bạn buộc lòng phải biết cách tính theo cái tính cá nhân hóa cho từng đối tượng, được không ạ? Nó mới chính xác ha. Chứ bây giờ mình cứ không chính xác mãi nó cũng mệt mỏi lắm. Các bạn có đồng ý với tôi thế không ạ? Rồi tiếp đến, giờ cái lượng đạm của người lớn khác lượng đạm của trẻ con là như vậy, thì các bạn sẽ phải biết cách cân đối làm thế nào để đảm bảo được cái lượng đạm đấy. Và trong cái lượng đạm đấy thì một tuần sẽ có 7 ngày, từ thứ hai đến chủ nhật các bạn sẽ phải đưa cái gọi là những cái thực đơn đấy dán lên, làm sao để cho con ăn, làm sao để cho con làm xong thực đơn lại còn phải làm sao để cho nó cảm thấy vui vẻ nó ăn nữa, đúng không? Lại còn phải có những cái thi đua ở ở trong đấy này, và phải có sự thay đổi từ bố mẹ. Bây giờ chỉ có con ăn đúng thôi, còn bố mẹ ăn sai làm sao nó chịu? Bắt nó ăn rau mình không ăn rau, bắt nó uống sữa hạt mình không uống sữa hạt, bắt nó ăn cá mình lại ăn thịt, trong cùng một cơm mâm cơm như vậy thì đứa nào chịu được? Tôi cũng chả chịu được, bạn cũng chả chịu được, chứ đừng nói gì con của chúng ta, đúng không nào? Nên các bạn phải cân đối cái đấy. Và tổng cái lượng đạm ấy nó vẫn nằm trong tổng số 13% đến 20%. Đạm vẫn nằm trong cái tổng số đấy nha các bạn. Mặc dù một ngày là cần là 1,43 đến 1,5 gram protein trên 1 kg trọng lượng cơ thể, nhưng thực ra nó vẫn nằm trong đúng cái giới hạn đó. Cho nên tôi mới nói rằng là bình thường mà người trưởng thành ấy, ít khi mà người ta ăn đến 20% chất đạm lắm. Ít lắm, 13 đến đến 15% thôi. Để cho các bạn hình dung là chúng ta đang ăn sai như thế nào, các bạn có cái điều chỉnh cho giúp cho các bạn khỏe hơn nhé. Đó, thì mình sẽ phải nắm được cái thông tin đấy này. Rồi xong một cái nữa là bây giờ phần chất béo. Chất béo thì có gì thay đổi không? Có, chất béo có thay đổi ha. Thì ở đây mình thấy chất đạm giữ nguyên.
Thì chất béo đối với cái trẻ mà ở cái độ tuổi này á, thì các con sẽ không phải là 20 đến 25% như người trưởng thành, mà sẽ là có thể lên đến 30%. Tuy nhiên là vẫn không thể nào quá nhiều chất béo đến từ động vật được, ta phải có chất béo thực vật, nghĩa là các bạn phải cho con ăn thêm các loại hạt, ăn thêm quả bơ, ăn thêm dầu ô liu. Thế còn những cái loại dầu mà mình chưng cất, mình dùng đến mình chiên xào rán, mấy cái đấy nó đối với tôi nó chả có giá trị mấy đâu. Các bạn phải biết bổ sung cái loại chất béo nào mà tốt cho con, ví dụ như là omega 3, ví dụ như là một số cái loại cá. Người ta có thống kê luôn đó các bạn, là trẻ ăn cá nhiều sẽ thông minh hơn là trẻ mà ăn thịt nhiều. Cái sự thông minh ở đây á, là người ta dùng một cái từ đấy thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu là năng lực nhận thức này, khả năng phát triển và tối ưu của não bộ này, tiềm năng của não bộ này, rồi cái khả năng mà gọi là tạo ra những cái tổ chức nó hài hòa trong cơ thể này. Đấy, thì những cái thứ đấy là những cái thứ mà chúng ta phải biết lựa chọn những cái loại chất béo ha. Tôi vẫn hay có những lớp dinh dưỡng nền tảng này. Trong lớp dinh dưỡng nền tảng miễn phí là tôi vẫn hay nói về những thứ này, các bạn có thể đăng ký để các bạn học nhá. Học một lần chưa hiểu, học hai lần ba lần đi ha. Rồi thì chúng ta biết được cái lượng chất đạm như số lượng chất béo như vậy. Vậy chất béo tăng lên thì sẽ có một cái thứ khác phải giảm xuống, thì chắc chắn nó là tinh bột. Được không nào? Thì giảm xuống có 5% thôi, đâu giảm xuống nhiều. Bạn hình dung bạn cộng sao nó thành 100% là được. Thế chúng ta nắm được những thông tin này để từ đó mà chúng ta có những có những cái tư vấn và những cái sắp xếp cho nó hợp lý ha. À, các bạn chờ tôi một chút. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Đấy là về tổng số chưa ạ? Và sau đó bây giờ mình phải đến cái yếu tố gọi là đa dạng thực phẩm. Tôi nói cái này rất là nhiều lần đó. Bây giờ người ta nguyên tắc dinh dưỡng của người ta là cấm không được cấm. Nhưng mà chúng ta mà ăn đa dạng thực phẩm, chúng ta rất khó lòng mà ăn một thứ quá nhiều. Các bạn cứ đưa vào mâm cơm mà xem. Bây giờ nhá, cứ trong một mâm cơm mà bạn chuẩn bị cho tôi 10 đến 15 loại thực phẩm xem. Bạn làm sao bạn ăn được một thứ nhiều, bởi vì nó có thể tích mà. Dạ dày của tụi nó cũng có thể tích. Và tụi nó đang cần cái năng lượng như vậy, thì mình cũng phải biết rằng là giờ đặt tình huống là con đang cần phải giảm mỡ, giảm ký. Thì thứ nhất là mình sẽ cho con ăn những cái loại mà nó hạn chế tích mỡ ấy. Cũng là những loại thực phẩm đấy, cũng là lượng calo đấy. Nhưng có những loại ăn vào thì nó không có tích mỡ. Những loại mà nhiều đường tinh luyện, trái cây quá ngọt, ăn một lượng nhiều, đồ uống có ga, đồ uống có cồn, hoặc là những cái đồ mà thịt đỏ, thịt động vật như là thịt heo, thịt bò mà ăn quá nhiều, thì lúc đó nó sẽ rất là dễ làm tăng cường những cái nguy cơ mà thừa cân béo phì. Rồi thói quen ăn mặn, thói quen ăn mặn là thường là ăn nhiều thức ăn và phải ăn nhiều cơm, đúng không nào? Đấy, ăn không đúng tỷ lệ, ăn không đúng tỷ lệ thì đấy đều là những cái thứ mà sẽ làm ảnh hưởng đến một cái kết quả là cái thể trạng của con. À, thì chúng ta cũng phải hết sức lưu ý đến cái tình huống này nhá. À, thế chứ không phải nó béo là do mình chứ đâu phải do nó, đúng không? Nên là tôi bảo là con tôi tròn tròn là do tôi. À, các bạn để ý cái đấy xong rồi bắt đầu các bạn mới đến cái việc là vận động. Đối với trẻ, vận động là rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho trẻ có thể kích hoạt được những cái gọi là quá trình trao đổi chất ấy, và từ đó trẻ sẽ tăng về chiều cao. Trẻ khác người lớn ở một chỗ là người lớn có cái quá trình tăng chiều cao, cho nên chỉ có một cách là giảm calo đi thôi. Còn trẻ nó có quá trình tăng chiều cao, cho nên là việc của các bạn lại là gì? Là đâu cần phải giảm calo đâu, giữ nguyên để cho nó còn phát triển và tập trung giúp cho trẻ có thể tăng cường chiều cao. Đấy, thì các bạn lại phải xoay ra một cái là kết hợp đồng thời. Làm sao để trẻ vừa cao lên và làm sao để trẻ không bị thừa cân béo phì. Được không ạ? À, thế thì tôi thấy là nếu bạn đảm bảo được cái yếu tố này thì nó cũng đã đỡ được các cái nguy cơ hơn rất là nhiều rồi ha. Thế thì tăng chiều cao thì nó lại liên quan đến những cái món ăn mà bổ sung canxi. Rồi bắt đầu có những món ăn bổ sung canxi, thì sau đó bắt đầu mới đến những cái viên uống bổ sung canxi. À, đối với tôi thì dụ trẻ mà ở độ tuổi khoảng 9 tuổi này, các con cần cỡ đâu đấy, cỡ khoảng 700 mg canxi rồi các bạn. Chứ đâu phải ít đâu các bạn, 7 đến 9 tuổi là cần 700 rồi. Còn đến khi nó vào giai đoạn tiền dậy thì nó cần tới 1.000 mg, là bằng 1.000 mg là bằng bà bầu ấy, bằng cả người già.
Người trưởng thành chúng ta đây cũng cần khoảng 740 tuổi rồi thì bắt đầu cần hơn rồi đấy. À, thế thì là nó cần nhiều mà chúng ta không biết. Rồi chúng ta lại không cho con ăn nhiều những cái món canxi thì làm sao con phát triển chiều cao? Đa dạng thực phẩm nó phải tính cả ở trong tuần và tính cả ở trong ngày nữa. Thì cái này các bạn phải ngồi mà vẽ ra là nên cho con ăn món gì, tỷ lệ lặp lại như thế nào. Đấy là nếu mà các bạn không học lớp dinh dưỡng chuyên sâu. Còn nếu các bạn mà học lớp dinh dưỡng chuyên sâu, đương nhiên các bạn sẽ biết cách thiết kế như thế nào rồi. Và thiết kế, người đầu tiên thiết kế là thiết kế cho bản thân mình và gia đình mình. Bắt đầu mới đến những khách hàng khác. Thế thì lúc này khi mà các bạn thiết kế thì các bạn phải hết sức để ý. Ví dụ như là bữa sáng, kiểm tra toàn bộ bữa sáng cho con ăn gì. Bữa sáng đấy có chất xơ không? Có chất đạm không? Hay toàn cho ăn bún miến, phở, hủ tiếu, bánh mì, xôi, bánh ướt, để bánh cuốn hay bánh chưng? Mấy cái thứ đấy lấy đâu ra chất xơ? Thì cái bữa sáng sẽ trở thành bữa nguy hiểm. Hoặc là bánh mì chấm sữa, bánh mì phết bơ, bánh mì với cả mứt. Đấy, ví dụ cho ăn như thế rồi cho đi học hoặc là ngũ cốc ăn liền. Ôi dồi, thì toàn là đường tiêu hóa nhanh và tinh bột tiêu hóa nhanh. Trong khi lại bị thiếu hụt chất xơ. Thế có phải là bữa ăn này nó thiếu cân bằng không? Đúng không các bạn? Rất là mất cân bằng là ở cái bữa sáng mà chúng ta thường vội vàng. Cho nên là thông thường cái bữa sáng các bạn có thể linh hoạt. Nếu con bạn đồng ý ăn bắp, đồng ý ăn 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 khoai thì tốt quá. Đồng ý ăn bắp, đồng ý ăn khoai thì một tuần có mấy ngày đó bạn phải chia ra. Bữa nào bắp, bữa nào khoai, bữa nào cho nó ăn bánh mì, bữa nào cho nó ăn xôi. Nếu bữa ăn xôi bánh mì thì phải thêm cái gì? Lại thêm ly nước ép trái cây nữa thì chết. Tại vì nước ép trái cây nó có rất nhiều đường, nó lại tiếp tục không có chất xơ. Nhưng nếu bạn làm cho con một ly nước ép rau thì lại ok. Hoặc là hôm bữa đấy bạn nấu cho con sữa hạt mà có thể sử dụng thêm một số loại hạt và dầu chất xơ, hạt chia này, mấy loại đậu này dầu chất xơ cho con uống thêm. Và khi uống thêm như thế thì ví dụ như một cái ly sữa đấy nó cũng cỡ khoảng cỡ 300 kilocalo thì bạn phải trừ bớt ở trong thức ăn. Tức là bạn phải có cái sự tính toán như vậy. Chính vì mình chưa bao giờ mình dành thời gian mình nghiên cứu cái việc sử dụng thực phẩm. Cho nên là con mình mới mập. Mà tôi nói thật với bạn nhé, ngay cả khi là cái người biết rồi mà đến khi mà thực hiện cho con mình ở trong quá trình thực hiện đấy nó còn có ti tỉ những thứ nó tác động vào. Ví dụ ăn ở trường chứ đâu phải ăn ở nhà. Cho nên dịp hè là dịp mà các bạn điều chỉnh được tốt nhất. Trẻ đã béo rồi là phải hạn chế ăn nhiều bữa, ăn 3 bữa thôi. Đấy mà ở trường rồi nó đã ăn 4-5 bữa rồi. Trẻ nào mà học bán trú ăn 4-5 bữa, chưa kể về nhà ăn. Đây các bạn hiểu nó có rất là nhiều những cái yếu tố nó cùng tác động vào. Chứ không phải là chúng ta hiểu biết như vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh được hết đâu. Đấy, thế đây là gì? Đây là chúng ta đang tìm cách để mà chúng ta tối ưu nhất có thể. Đấy, và các bạn cũng phải biết như vậy xong rồi bắt đầu thông qua cái việc điều chỉnh từ chế độ ăn của bố mẹ mà nó ra con. Đây, tôi hay có cái nói gọi là, đấy gọi là những cái thứ tác động tạo ra hành vi dinh dưỡng. Giờ mình bảo con giảm cân nên suốt ngày mình mua bánh rán về mình ăn. Đấy, ví dụ như là tôi chẳng hạn, hôm vừa rồi tôi đi 4 ngày. 4 ngày tôi đi training cho một chương trình phát triển bản thân. Thì trong 4 ngày đó thì người ta có gì mình ăn đấy chứ mình đòi à? Sáng sớm phải đi sớm rồi tối mới về. Mình đâu thể đòi là ơ chị ơi chế độ ăn của em thế này, chế độ ăn của em thế kia. Thế thì rất là phiền phức, mình lại gieo những cái hạt phiền phức. Cho nên là ở đấy có gì tôi ăn đấy. Nhưng mà phải nói là sau 4 ngày bản thân mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình về nhà việc đầu tiên của mình là ăn rau. Việc đầu tiên của mình là ăn rau. Có nghĩa là mình bản thân mình nếu mà mình đặt mình vào một cái môi trường nào đó mình vẫn phải theo môi trường đấy. Các bạn có thấy không ạ? Người ta cho mình uống cà phê mình không uống nhiều mình uống ít. Đấy mà bởi vì mình biết cách cho nên cuối cùng mình về mình vẫn có thể điều chỉnh được chứ không phải là không điều chỉnh được. Con chúng ta cũng thế, đi ra ngoài đi ăn sinh nhật bạn, bạn ăn pizza thì nó phải ăn pizza chứ. Giờ đến đấy thì bắt nó là không ăn pizza thì nó bắt nó ăn rau trong khi bạn nó ăn pizza rồi bảo nó là con phải kỷ luật, làm sao nó kỷ luật được? Đến bạn mà còn chả kỷ luật được chứ làm sao mà con mình kỷ luật được. Nên mình phải hiểu những cái yếu tố tác động tạo ra một hành vi dinh dưỡng nó không hề đến từ chỉ có về phần kiến thức. Nhưng chúng ta là đang bị thiếu luôn cả kiến thức rồi. Coi như chúng ta chả có cái gì cả. Mà chúng ta đi tư vấn chúng bản thân chúng ta. Khi chúng ta làm như vậy cho con chúng ta có cảm thấy thoải mái không? Chúng ta đi tư vấn. Các anh chị em hiểu ý tôi không ạ? À, nên là thà là không tư vấn. Còn tư vấn là tư vấn cho nó chắc. Thì như vậy các bạn sẽ gọi là được truyền miệng rất là nhiều ha. Lúc đấy khách hàng tự tự có những khách hàng đến từ cái việc truyền miệng. Thì lúc này á thì các bạn sẽ phải hiểu điều đấy là nó có cái yếu tố tạo thành hình thành thói quen mà phải thành thói quen cơ chứ đừng bắt con kỷ luật. Cái từ kỷ luật ấy là một cái từ rất là mệt mỏi. Nó là cái từ thuộc về ý thức. Thực ra bước đầu á là người ta vẫn phải gọi là kỷ luật. Thế nhưng mà sau này khi thành thói quen rồi thì là
như kể cả thành thói quen rồi, kể cả muốn ăn sai, ăn xong về chị cũng không nổi, chị cũng không nổi. À, ví dụ như là tôi đây, tôi thành thói quen rồi, tôi ăn 4 ngày như thế, về tôi phải ăn kiểu của tôi ngay chứ, chịu sao nổi. Các bạn hình dung không ạ? Tự cơ thể của mình nó sẽ phản ứng, đến lúc đấy nó không còn là phải kỷ luật nữa. Rất nhiều người bảo là ôi dồi chị ăn được như thế giỏi thật đấy nhỉ, hoặc các học viên của chị ăn được thế giỏi thật đấy nhỉ, bởi vì là họ đã thành thói quen rồi. Và cơ thể chúng ta cực kỳ vi diệu các bạn, nó biết thừa là mình cần cái gì, nó biết thừa nó cần cái gì, cho nên bạn chỉ cần đưa cho nó đúng cái thứ mà nó thích thôi nhá, thì lần sau bạn ăn những thứ nó gọi là gây hại cho nó có những phản ứng khó chịu ngay, nó sẽ cũng hỗ trợ cùng mình, nó chỉ cần mình kiên kiên định với nó khoảng khoảng vài tuần thế thôi. Thế thì ở nhà cũng thế, con của chúng ta thì lúc này các bạn sẽ phải thay đổi những đồ trong tủ lạnh đi, thay đổi cách ăn đi. Mẹ thì nấu chè ăn thì bắt con là con béo rồi, con không không được ăn nữa, chỉ có mẹ với em ăn thôi, chứ đứa nào nó chịu được, đúng không ạ? Đấy chính là những yếu tố hỗ trợ vào. Thế thì sau khi mà các bạn đã cân đối được về cái bữa ăn và các bạn cho con tập luyện thể dục, thì các bạn thứ ba là các bạn sẽ phải làm sao để mà tính toán những cái yếu tố hỗ trợ tập thể dục của các con đấy các bạn nhé, là phải 1 tiếng, nhưng không phải tập ít không được đâu, tại vì coi như là vận động với các bạn, môn nào cũng được, cái nào cũng được, và 1 tuần ít nhất là 5 5 ngày tập như vậy. Đấy, thế thì các bạn có thể có phần thưởng, rồi có gọi là có thưởng có phạt đấy, củ cà rốt rồi cây gậy để cho con hoàn thành thì sẽ như thế nào, con không hoàn thành sẽ như thế nào. Và tôi thật với các bạn là gia đình tôi cũng nỗ lực làm cái việc đấy. Tất nhiên là cũng vẫn có những cái trục trặc, chứ không phải là ngày nào cũng đều như vắt chanh đâu. Thế nhưng mà có còn hơn là không có, đúng không các bạn? Ít nhất là nó thành lập ra được một cái thói quen, nó biết là ăn như thế. Ngày xưa nhá, tôi thấy đúng là có một cái là mưa dầm thấm lâu. Tại vì á, ngày xưa trường hợp mà có một số trẻ mà mình thường xuyên tiếp xúc, thì trong đó là đương nhiên là mình tiếp xúc nhiều nhất với con nhà mình rồi, đúng không nào? Cho nên là lấy ví dụ thì trẻ con thì lấy ví dụ con nhà mình thôi, chứ con nhà bạn bè thì mình cũng gặp, thi thoảng mình gặp mình mới nói chuyện được. Thế ngày xưa con tôi mà ăn mì spaghetti ấy, là ăn một đĩa to, thế thì cũng phải cỡ cả 2 năm rồi tôi không nấu cho món mì spaghetti nữa, tại vì cái lượng tinh bột ở trong mì spaghetti ấy, nó có cái thể tích rất là nhỏ, mà cái thể tích rất là nhỏ nhá, mà cái năng lượng này rất là to. Ấy, nó lại như vậy. Ví dụ như là một mẩu được đựng vào chén con thì có 1/4 cái chén đấy đã bằng, ví dụ bằng lượng tinh bột trong cả chén cơm rồi. Nên là ăn nó nhiều lắm. Đấy, ví dụ như là bây giờ hè ở nhà đi, thì mặc dù là đến giờ tôi live stream, nhưng mà thi thoảng vẫn phải dừng mic lại để mà nhắc nhở, gọi là ban thời 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 kỳ đầu mà các bạn. Mà ở những cái độ tuổi đấy mà mình bảo là mình gọi là cứ cho con một cách gọi là tự tự ý thức ấy là khó lắm, không có được đâu. Đó. Thế các bạn tính toán như vậy xong rồi, có một số trẻ nó béo thường nó sẽ có vấn đề về các cái chỉ số bên trong cơ thể. Ví dụ như là có những trẻ nó sẽ bị máu nhiễm mỡ, bị gan nhiễm mỡ, nguy hiểm đấy các bạn. Độ 2 xong, độ 3 xong là sơ gan rồi. Thì người ta rất là nguy hiểm. Thế như vậy là mình phải xem là lúc mà mình khảo sát 24 giờ xem là con ăn 1 ngày thường con ăn như thế nào ấy. Các bạn phải phát hiện ra những yếu tố nguy cơ. Thường ấy là với những trẻ như vậy mà bố mẹ quan tâm như vậy thì thường bố mẹ sẽ cho con đi khám. Hoặc là các bạn thấy béo các bạn cho đi khám đi. Nhà tôi ấy cũng phải chột dạ, cũng phải đưa chuẩn bị đưa em bé đi khám. Vì mình cứ đoán mò mãi nó sẽ rất là khó. Mà con mình nhá, khi có những chỉ số như vậy, bác sĩ nói như vậy á, con sẽ gọi là hợp tác với mình tốt hơn. Đấy, thì mình cũng sẽ làm sao để những cái yếu tố hỗ trợ ấy, nó hỗ trợ thật là tốt. À, đi đi ăn sinh nhật, đi ăn rau rồi đi ăn gì đấy, mình cũng đừng có tổ chức ăn những cái món đấy nữa. Thế thì sau một thời gian mà tôi cứ nói đi nói lại nhiều lần như vậy, thì bây giờ hôm nay tôi bảo con tôi làm, thế con có thèm không? Có thể mì spaghetti không thì mẹ làm. Thực ra tôi đã mua đồ rồi, tôi thấy thương rồi tôi mua đồ về, nhưng bạn nói là thôi cái đấy ăn cái đấy mập đấy. Thế ví dụ như là tôi biết là bạn ấy ăn còn thiếu chất xơ, thế tôi mới tìm một cái gói chất xơ hoạt hóa cho bạn ấy. Bạn lớn hơn cái em mà lớp 2, lớp 3 kia rồi, thì ban đầu bạn ấy chê là cái đấy khó uống này kia, thì mình vẫn phải kiên nhẫn, mình giải thích cho con hiểu mỗi trẻ nó sẽ là một kiểu để mà mình bổ sung thêm vào, chứ mình biết là nó thiếu rồi mình cứ để yên cho nó thiếu như thế thì chết. Nên là đấy nó cũng là một trong những cái thứ mà bản thân là phụ huynh á, tôi biết là vất vả. Tại nhà tôi cũng có trẻ thế tôi hiểu. À, và các học trò cũng nhiều lắm. Thế nhưng mà nhá, trẻ con nó học về dinh dưỡng còn trăm hơn người lớn. Ngồi nghe Zoom nó còn trăm hơn người lớn. Và các con cũng rất là biết. Nên nó vẫn là đến từ thói quen của gia đình.
cái nếu gia đình hết sức quan tâm về yếu tố dinh dưỡng, các con sẽ hiểu. Nếu gia đình chả hề quan tâm cái gì cả thì nó mới ăn vô tội vạ chứ. Chứ còn như trẻ nhà mình á, thì nó biết là hút thuốc lá có hại sức khỏe, uống rượu bia có hại sức khỏe, sao nó uống? Tức là nó đã từ bé đến lớn, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Thì nó sẽ hạn chế rất nhiều những cái gọi là sự phát triển tự phát, và nó đến từ bố mẹ, đến từ phụ huynh, đến từ ông bà. À, còn nhà trường thì thực ra nhà trường có bếp ăn tập thể của các bạn là họ đã tính toán rồi, nhưng mà họ sẽ cho con ăn đủ tất cả các món, chứ họ sẽ không làm cho con làm thì các bạn hình dung là nhà trường đã có tính toán rồi, và tôi đã đến cái bếp ăn tập thể ở trường con tôi cảm thấy rất là hài lòng. Tuy nhiên là một cái suất ăn là dành cho tất cả các trẻ, nếu mình không có cái yêu cầu đặc biệt đó, thì làm sao mà trẻ ăn theo một chế độ quá đặc biệt được, đúng không ạ? Và rất khó khi mà bạn bè nó ăn như thế bảo nó không ăn. Như con tôi là ngày nào cũng cầm hộp sữa về là cầm cho mẹ. Thế có hôm nào mà tôi thấy ăn nhiều quá, tôi bảo là ăn rõ lắm mà còn uống sữa, thì bảo là chứ đấy là suất ăn của con, nghe rất là tội. Cho nên là bản thân chúng ta là chúng ta phải biết có những cái cách để mà chúng ta dung hòa lại và chúng ta cân đối lại tất cả những cái yếu tố hỗ trợ thì nó mới ra được một kết quả. Rồi, bây giờ mới đến là sản phẩm dùng được gì này. Đối với tôi nhá, một cái thứ đơn giản nhất mà có thể cho trẻ dùng đó là chất xơ. Chất xơ. Nếu bạn cứ thấy cái gì là chất xơ là tôi tin là được. Và bạn cũng phải biết cân xem là một ngày trẻ độ tuổi đấy, cân nặng đấy sẽ cần bao nhiêu gam chất xơ một ngày. Nếu bạn cho quá nhiều chất xơ thì nó sẽ không hấp thu được các dưỡng chất khác, và nó lại lợi bất cập hại. Thế thì đối với trẻ là một ngày sẽ cần khoảng từ 14 gram cho đến 30 gram chất xơ. Tùy từng độ tuổi, như con tôi thì là 30 gram rồi đấy. Còn như trẻ kia thì trẻ mà lớp 2, lớp 3 tôi nghĩ cỡ cầm cỡ khoảng chừng khoảng 14, 15 đến 20. Đây là cho trẻ bình thường nhé, chưa phải cho trẻ béo phì, chưa phải cho trẻ dư cân. Nhưng vì mình vẫn phải đi theo cái khuyến nghị bình thường đã, đạt được khuyến nghị bình thường rồi thì bắt đầu mình quan sát để mình có điều chỉnh tiếp ha. Thế thì nếu mà tính ra ấy, là rau muống, rau cải, rau dền, mấy cái loại rau đấy á, rất nhiều người nói là có nhiều chất xơ. Mà trong 100 gram nó sẽ có khoảng 2 đến 2,5 gram chất xơ. Vì là thành phần của nó đa phần là nước, kể cả trái cây cũng thế mà. Có nhiều chất xơ nó cũng thế thôi. Chỉ có mấy cái loại hạt là giàu chất xơ. Các bạn sẽ phải cân đối, nếu mà bảo là cho con ăn khoảng cỡ khoảng 18 gram chất xơ mà cho con ăn hết rau để con phải ăn đâu đấy cỡ khoảng 6-7 lạng rau ấy, thì nó ăn thế nào? Khó lắm. Nó sẽ phải, vì nó có cái tỷ lệ của nó. Nó sẽ có tỷ lệ thế này này, đối với trẻ trẻ sẽ ăn ví dụ như là ba đơn vị trái cây là khoảng cỡ 2,5 lạng đi, tôi cho là 3 lạng trái cây một ngày, rau con ăn cỡ khoảng 3 lạng đi, thế là 6 lạng một ngày, thì 3 lạng bạn phải chia ra chứ, mỗi bữa ăn chén rau là lạng rau chẳng hạn, phải chia ra chứ cho nó ăn chứ sao nó chịu nổi, đúng không nào? Bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều. Trái cây cũng thế, ăn trái cây quá nhiều, lượng đường trong trái cây quá nhiều cũng làm cho nó bị rối loạn và làm cho nó bị béo phì trầm trọng hơn mà các bạn. Anh chị em phải hết sức chú ý nhá, đừng cho ăn quá nhiều. Trái cây không phải là vui. Đừng có cho con giải cứu trái cây hộ bạn nhé. Đấy, các bạn cũng phải lưu ý cái chỗ này. Sau đó nữa là các bạn có thể bắt đầu để ý đến là nấu thêm một vài những cái loại mà bữa thì các bạn cho ăn cơm với những cái loại hạt ấy, hoặc các bạn có thể dùng các loại hạt để các bạn nấu sữa hạt. Bởi vì trong các loại hạt nó giàu chất xơ hơn là trong rau, bởi vì sao, thành phần cơ thể của nó như thế. Đương nhiên nó sẽ có cái phần chất béo, nó sẽ có cái phần chất đạm nữa vì nó đến từ thực vật. Nhưng mà chúng ta sẽ giải quyết được và sẽ cân đối được thôi. Tuy nhiên là đậu đậu xanh chẳng hạn, để trong 100 gram đậu xanh sẽ có khoảng chừng từ 12 14 gram chất xơ, thậm chí 16. Tùy từng loại đậu mà phải còn nguyên vỏ nhá. Trong 100 gram hạt chia có tới khoảng chừng khoảng 34 gram chất xơ. Đấy, các bạn thấy không? Nhiều hơn rất nhiều. Con mình không thể ăn được 100 gram hạt chia đâu, vì là nó có cái tính chất là nở ra. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể mix vào để các bạn có thể nấu nấu sữa hạt. Các con có thể uống được ha. Còn lại thì nếu như mà mẹ nào mà biết chắc là một cái loại sản phẩm nào đó mà nó đúng là có chất xơ thì mẹ có thể cho con ăn. Thì cái này tôi xin phép tôi muốn đề cập đến, bởi vì là trong học trò và những cái người mà đang theo dõi Anna và Yobo Academy thì là các bạn bán nhiều món lắm. Bạn bán của món của hãng này hãng kia, cho nên là tôi tôn trọng tất cả những cái sản phẩm các bạn kinh doanh. Các bạn chỉ cần có kiến thức về dinh dưỡng là tôi tin là các bạn chọn sản phẩm nào cũng được, và các bạn hoàn toàn có thể chọn cho khách hàng của mình những cái sản phẩm nó hiệu quả nhất đó. Thì bây giờ bắt đầu mới đến cái sản phẩm, và các bạn có thể tập trung thêm một chút cho cái phần tăng chiều cao như tôi nói lúc nãy. Ví dụ như là đối với trẻ mà đã ăn cá rồi, xong rồi ăn tôm đồng, cua đồng, tép đồng, đặc biệt là chịu khó ăn canh cua,
rồi uống sữa mè, rồi vẫn có ăn những chế phẩm của sữa như là sữa chua, rồi như là sữa chua uống. Đấy thì là người ta cứ tính là cứ một đơn vị sữa là một hộp sữa chua chẳng hạn thì sẽ mang đến về 100 mg canxi. Mà cái này là cái loại đưa vào thôi nha, còn hấp thu lại là một câu chuyện khác nha. Thế nhưng mà ít nhất là như thế. Thế chúng ta tính toán như vậy. Ví dụ như là trẻ mà một ngày ăn cỡ khoảng 2 đến 3 đơn vị sữa rồi thì còn những cái loại thực phẩm là bao nhiêu? Cuối cùng chúng ta thấy vẫn còn thiếu thì chúng ta cho cái viên uống bổ sung canxi. Thì đối với trẻ thì chọn cái viên uống nào mà trong một viên nó ít thôi. Hàm lượng ít thôi, 120, 150, 170 mg canxi. Thế thôi để cho nó hấp thu, chứ còn bạn đưa vào ồ ạt của một lúc nó cũng chả hấp thu được. Đó, thì bạn tác động tăng chiều cao cho con lên rồi kẽm. Trẻ con rất là cần kẽm mà nhiều khi mình không để ý. Kẽm nó còn hỗ trợ để giúp cho cái đầu xương nó tăng trưởng ra nữa. Cho nên là thực sự là rất là cần. Thì nếu chúng ta ăn được hàu thì tốt, nếu mà chúng ta không có đủ chúng ta cũng phải nghĩ cách để bổ sung cái kẽm cho con tăng chiều cao đấy các bạn. Đó, rồi sức khỏe đường ruột. Vì sức khỏe đường ruột nó liên quan rất là mật thiết đến cái chức năng chung của cơ thể, đặc biệt là ở trẻ. Ở trẻ nó đặc thù lắm các bạn, là đường ruột phải khỏe thì mọi cái chức năng trong cơ thể nó mới ngon. Và bạn biết là vitamin D là một trong những cái thứ mà sẽ được tổng hợp trên da của trẻ vì nó ít trong thức ăn. Nên là mình mà không có những cái bổ sung dạng uống ấy, dạng 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 giọt uống ấy, mà chúng ta từ cái việc là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ấy, thì bạn biết là cái thành phần của nó là có cholesterol. Đấy, chúng ta cũng phải để ý cho con, nhưng mà chúng ta bắt con là không được ăn, con béo quá rồi bây giờ con không có được ăn những thứ mà có cholesterol, là những con đạm mà của những con bốn chân ấy, con heo con bò ấy, thì cái đấy cũng là cái chúng ta cũng phải lưu ý. Đấy, thì giờ chúng ta lại tập trung thêm cả về tăng chiều cao nữa. Thì từ đó các bạn mới bắt đầu các bạn tư vấn. Hay là nó mới sẽ tổng hợp hơn, các bạn thấy thế không ạ? Và riêng về cái gọi là về 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 cái những cái loại về để tôi xem rồi. Những cái loại mà về hỗ trợ cho trẻ về thức ăn ấy mà quan trọng nhất ấy là những cái món có đường. Và cả trong những cái cách bạn chế biến thức ăn, bạn cũng hạn chế cái lượng đường cho các con. Chế biến cũng được hạn chế, đừng có mua nước cam về vắt xong lại cho thêm đường, đừng cho uống nước chanh nữa. Nếu bạn muốn uống, bạn có thể là mix giữa táo với cả cà rốt bạn cho uống. Đấy, táo với cả dưa leo bạn cho uống thì lại được. Đấy, thì nó cũng là những cái loại nước ép rau, xin lỗi, nước ép trái, cái nước gọi là trái cây mà mình cho thêm một số những loại rau vào, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là bạn cho con ăn đúng cả một ly này, toàn là bạn ăn bốn quả ổi. Nó khác hoàn toàn việc là bạn ép bốn quả ổi ra một ly nước ép to nha các bạn. Ổi dù bạn ăn bạn thấy nó nhạt nhạt, nó vẫn có nhiều đường và đường chỉ số đường huyết vẫn cao. Cho nên buộc lòng là chúng ta sẽ phải bổ sung từ rau, ớt chuông, dưa leo, cần tây nếu mà nó chưa ăn được thì cứ ớt chuông dưa leo để mà mix thôi, mix thêm vào. Thì đấy là những cái phần chia sẻ của tôi. Tôi rất là mong là qua cái phần này thì các bạn đã phần nào hiểu rõ hơn về cái cách mà chúng ta thiết kế ra một cái chế độ khi chúng ta tư vấn cho những khách hàng đặc biệt của chúng ta, những trẻ em ở trong giai đoạn mà độ tuổi là từ 7 cho đến 9 tuổi, nghĩa là dưới 10 tuổi ha. Và tôi chúc tất cả các anh chị em sẽ ngày càng trau dồi thêm cho mình những cái kiến thức, những cái kỹ năng để mà hỗ trợ cố vấn cho khách hàng thật là tốt. Chúc các bạn luôn luôn vui khỏe nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Nhớ là ăn đúng để khỏe đẹp và nhớ bổ sung thêm bữa thôi. Cảm ơn các bạn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào, xin chào.